Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính À, chào anh nhớ Thắng. anh. Dạ, trong một dịp mình đang tới một đất nước rất là thơ mộng của Âu Châu, đó chính là nước Ý. Thì anh Thắng nói là đi Ý đâu phải chỉ có một thành phố đâu mà có rất nhiều thành phố để mà du khách có thể Đúng tới và thưởng ngoạn, đúng không ạ? Thực sự chúng ta đến Ý đó, nào chúng Dạ. ta đi xem về tất cả những cái thắng cảnh của họ thì chúng ta phải mất ít nhất có thể 1 tháng trời. Dạ. Thành thử nước Ý không phải là một đất nước tuy nhỏ về cái địa lý, Dạ. nhỏ về cái diện tích, nhưng mà thực sự về những cái văn hóa, về những cái lịch sử, về những câu chuyện của họ, về những cái kiến trúc của họ, nó là cả một cái kho tàng mà thế giới muốn đến khám phá lắm. Thành Dạ. ra chúng ta nói đến với nước Ý mà chỉ có đi một vài ngày hoặc là đi phớt qua thì thực sự mình chỉ đi theo cái kiểu mà đi để biết thôi, chứ Dạ. chưa phải là để tìm hiểu được. Dạ, thì trong một trong những cái biểu tượng của Ý mà khi nhắc tới Ý thì như anh có biết được là ví dụ như nói tới Paris thì người ta nói tới tháp Eiffel, và nói tới Ý thì có một cái tháp nghiêng, Cái đúng không tháp nghiêng, đúng vậy. anh Thái? Thực sự đến nước Ý, nếu mà chúng ta nói đến nước Ý mà chúng ta tìm hiểu về những cái biểu tượng của họ hoặc là những Dạ. cái dấu hiệu cho người ta biết về cái xứ sở đó nổi tiếng về cái gì chẳng hạn, nói về thời trang chẳng hạn, Dạ. thì người ta cũng phải nói đến Milan hay là Dạ. Milano đó. Thế đó là một thời trang nổi tiếng của thế giới. Dạ. Nhưng mà nói đến những thời đại phục hưng mà chúng ta có dịp nói về một cái thành phố Florence, Dạ. nó là một cái dấu địa điểm gọi là coi như sinh ra cái gọi là cái văn văn hóa với lại cái điêu khắc của thời phục hưng. Rồi sau đó nói đến một cái thành phố mà nổi tiếng mà về đảo mà cạnh biển chẳng hạn, nói đến Venice, Dạ. đúng không? Còn nói đến cái những cái mà cổ đại của những cái kiến trúc của những cái lịch sử mà nổi tiếng Caesar chẳng hạn, đi đâu cũng trở về La Mã, phải nói đến Roma, Dạ. đúng không? Thì còn một cái nữa thì đến đây chúng ta hôm nay chúng ta có dịp trình bày đến một cái điểm mà tôi nghĩ khi mà du khách đến với nước Ý mà chưa có dịp đến cái thành phố này thì đó quả là một cái thiếu sót mà nó đã nổi tiếng trên toàn thế giới, mà cái du khách phần lớn khi đến nước Ý ai cũng được cố để dành thời giờ để đến để thăm nó. Thực sự nó rất là tầm thường, nó chỉ là một cái Dạ. tháp, nó chỉ là một cái tháp chuông của nhà thờ, và cái nhà thờ đó chỉ có nổi tiếng không phải vì nổi tiếng vì cái nhà thờ, Dạ. không? Mặc dù ở ngay cái thành phố Pisa chúng ta đến nơi đó, chúng ta thấy có thể 20 nhà thờ khác nhau và đều là những cái di tích lịch sử cả. Họ có thể xây những cái nhà thờ thì thế kỷ thứ 10 đó. Nhưng mà cái nhà thờ chúng ta sắp sửa nói đây đó thì tuy gọi là một cái nhà thờ lớn và xây cất cũng rất là đẹp, xây cất bằng những cái marble, Dạ. đá marble, và có một cái nhà rửa tội cũng được xây bằng cất bằng những cái đá rửa tội đẹp lắm. Hai kiến trúc đối với cá nhân tôi nhìn vào tôi thấy đẹp lắm, Dạ. nhưng mà nó nổi tiếng nhất vẫn là một cái tháp chuông. Dạ. Mà cái tháp chuông này đó, cái đẹp của nó là đặc biệt đó, nó không phải người ta xây cất đẹp, không phải là kiến trúc đẹp, mà người ta xây vô tình nó bị nghiêng đi thôi, Dạ. mà nó nghiêng đến mức độ là nó gần như muốn đổ, nó muốn ngã xuống rồi, nó muốn sập xuống rồi. Thành thử vào những cái năm 1990 đó, người ta phải đóng cửa hoàn toàn cái tháp nghiêng này để người ta sửa chữa nó lại, thì bây giờ nó coi như có thể đứng vững một thời gian nữa. Nhưng mà như nếu mình sửa chữa nhưng mà vẫn đâu vẫn cho nó nghiêng mà, phải không anh Đúng Thắng? nghiêng. Thành Dạ. ra cái đặc biệt của nó, cả thế giới đến với nó vì nó nghiêng. Dạ. Nhưng bây giờ nếu mà thành phố Pisa mà sửa nó thẳng lại sẽ không ai đến nữa. Thành thử cái chính quyền của thành phố Pisa đó, sau khi mà nghiên cứu đã kêu gọi thế giới đến giúp đỡ và tìm rất là nhiều nhân tài đến để làm sao giữ vững cái tháp, nhưng mà vẫn phải nghiêng, Dạ. không có cần cái tháp đứng nghiêng là đứng thẳng lại. Dạ. Đó. Thế tuy nhiên thì như nhất anh hỏi thì chúng ta bàn một chút xíu, thì cái thành phố Pisa là một cái thành phố nằm về phía tây của nước Ý. À, có nghĩa Đó. là cái tháp đó nằm ở ngay cái thành phố tên là Pisa. Yeah, cái thành Dạ. phố tên là Pisa, và cái dĩ nhiên thì tại vì nó nằm trong thành phố Pisa, người ta gọi tháp nghiêng Pisa đây. Dạ. À, còn thực sự tên của nó là gọi là một cái Piazza del Duomo, Dạ. nằm trong cái nhà thờ đó, và Dạ. đây là tháp chuông của nhà thờ. Dạ. Nhưng cái đặc biệt đó là trước khi chúng ta nói về cái đó thì nói thêm một chút địa lý đi, thì mình nói một phía bên cả cái nước Ý nó nằm về đông nam của Âu Châu, Dạ. và khi phía dưới của nước Ý nó nằm trong cái vùng biển Địa Trung Hải. Và dĩ nhiên thì cái vùng biển Địa Trung Hải này tức là đi về phía gọi là gần gần cái đường Xích Đạo rồi. Dạ. Thành ra thì đến nước Ý vào mùa hè chúng ta nóng người lắm. Dạ. Nhưng mà phải nói là chúng ta đi Âu Châu, phần lớn chúng ta đều đi vào mùa hè hết. Du khách đến mùa hè rất là đông khắp Âu Châu, từ Tây Ban Nha, từ Spain, từ Portugal, Bồ Đào Nha, nước Anh, nước Pháp, nước Thụy Sĩ, vân vân, Bắc Âu chẳng hạn. Dạ. Thì tất cả những cái khu vực của Âu Châu
thì du khách đều đổ dồn về đó vào trong cái dịp mùa hè. Có lẽ là mùa hè là mùa con nít nghỉ, rồi trẻ em học sinh nghỉ, và đồng thời các sinh viên cũng nghỉ, thành là họ có thể dành thì giờ họ đến đó để mục đích chính là tìm hiểu về cái văn hóa và đồng thời để thưởng ngoạn những cái nét đẹp mà cái văn hóa của Âu Châu đã để lại cho tới bây giờ. Thì trong đó có tháp nghiêng Pisa. Đó thì cái về cái địa vị trí của cái tháp nghiêng Pisa là chúng ta biết rồi đó. Còn đi đến như thế nào thì chúng ta đến thì thường thường khó mà có đường đi chạy thẳng tới Pisa đấy lắm. Thành ra thường thường cái địa điểm nó hơi khuất. Thành ra ai đi đâu đi cũng phải đi gần đến cái khu vực Florence. Rồi từ Florence chúng ta đi về cái hướng của hướng Tây của nước Ý. Ở đó có Pisa. Có nghĩa là mình đi coi mấy cái giống như là kiến trúc về về phục hưng mà hồi xưa mình lúc trước Đúng, mình mới đó. anh Rồi Thắng xong mới xuôi dựng đó, từ ở đó mình đi Florence. qua Pisa, đi lên trên phía Bắc thì ra Venice, đi về phía Nam thì ra Roma. Đó. Thành thử Pisa là một trong những cái thắng cảnh mà tôi cho là chúng ta nên đến thưởng ngoạn, tại vì nó có cái nét đẹp của nó. Và hiện nay thì thành phố nó do nhiều cái luật lệ khắt khe lắm, tại vì muốn tránh để giữ cái khu vực xung quanh đó không có bị air pollution, tại vì thành phố Pisa nó nhỏ lắm chứ nó không có lớn. Thành ra nếu mà ai cũng đến nó xe bus, xe du khách mà đến và là chắc chắn là kẹt xe ghê lắm, không Mình thể đi thở, được. bầu không khí thở Nó sẽ nhiều thở. hơn á. Và cái đồng thời cái nhà thờ xây bằng marble, thành ra họ không có muốn cái marble bị bay màu, bị phai màu đi hoặc là bị đổi màu sắc của nó. Cảm ơn Thắng rất là nhiều, và nhanh mong là trong cái phần 2 thì anh Thắng có thể nói thêm nhiều hơn về cái tháp nghiêng anh Thắng. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay. Và trong ngày hôm nay thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đang đi tới một thành phố cũng rất là thơ mộng của Ý, đó là thành phố Pisa. Và trong Pisa thì có nổi tiếng đó là cái tháp nghiêng Pisa. Thì trở lại cái tháp nghiêng này thì là chúng ta biết thêm về cái độ cao, độ dài và cái các tầng của nó. Nó có Thì cao thì cao không anh Thắng? cái tháp này đặc biệt đó là chúng ta có thể nhìn qua cái hình ảnh, chúng ta thấy cái tháp này nó là hình tròn, nó là một cái tháp chuông đó, nhưng mà cái tháp chuông nó cái kiến trúc của nó cũng đã đặc biệt rồi. Mà cái tháp chuông này được xây cất từ cái thế kỷ thứ 12, thành ra cái tháp này nó xây từ tôi nhớ được là khoảng năm 1173, tức là 1173 đó, Quá quá lâu quá luôn lâu rồi đúng đúng không? không ạ? Thế tuy nhiên nhất anh có biết cái tháp này xây đó là gần 200 năm mới hoàn thành. Thành ra mãi đến năm 1273 gì đó, tôi nghĩ là khoảng 200 năm hay 1300 gì đó, khoảng 199 năm thì nó mới hoàn thành. Mà khi xây như vậy, tại vì không phải họ liên tục họ xây, mà liên tục là tại vì có những cuộc chiến tranh xảy ra, có những cái tranh chấp giữa các tiểu quốc hồi đó họ chưa gọi là nước Ý, hồi đó mỗi nơi là một ông vua con, thành thử đánh nhau là giành giật nhau hoài. Thì trải qua những thời gian chiến và những cái như là thời gian mà gián đoạn như vậy đó thì phải 200 năm mới xong cái tháp. Mà khi xây xong rồi đó thì đặc biệt là cái tháp này khi xây cái tầng thứ hai đó là người ta đã biết nó nghiêng rồi, tại vì một bên đất bị xốp là mềm mà bên đất cứng, thành ra cái phần mềm nó lún hơi lún xuống là nó bị nghiêng. Thế tuy nhiên người ta vẫn xây, người ta biết bị nghiêng rồi mà người ta cố xây, chắc chưa thấy đổ nên vẫn xây, phải không? Thành nó xây xong một thời gian đó thì khi đến xây được cái tầng thứ 8 rồi đó thì người ta thấy nó bắt đầu nghiêng, và tới cái tầng đó thì là cái tầng để đựng gọi giữ cái chuông rồi, thành thử người ta ngừng rồi đó. Thành thử quý vị có thể nhìn trên những hình ảnh quý vị thấy, đối với người mình đó, mình gọi là tầng 1 là cái tầng dương ground đúng không? Thành ra nếu mà tầng 1 đó thì là 8 tầng, nếu mình gọi là ground với tầng trên là tầng 1 đó thì là có 9 7 tầng7 tầng đúng không? Thành ra nó hơi hai cái lối gọi nó hơi khác nhau, thành ra chúng ta có thể confuse chút xíu. Nhưng mà bên trên có nghĩa đựng chuông, nhưng mà những cái tại vì đựng tháp chuông mà, thành ra trên nó có nhiều quả chuông lắm, thành ra cho đến bây giờ người ta tính tất cả trên nó có tới 7 quả chuông. Mà nhất anh nghĩ là tặng chừng bao nhiêu ký, có 7 cái chuông, cái lớn cái nhỏ cái trung bình cái đủ hết, 100 pound mình thắng nổ trăm pha quá nhỏ, quá ít hả anh Thắng? khoảng 10 tấn có cái nặng. Nếu mà quá nặng như vậy thì mà nó đã nghiêng rồi thì nó phải Thành lại bị thử đó bể cho đến năm 1990 đó người chứ. ta sợ cái tháp nó đổ, tại vì nó nghiêng tới mức độ là 5 độ rồi, hơn 5 độ, thành ra người ta sợ nó đổ, thành ra người ta đã cấm hoàn toàn cho du khách lên, và người ta đã nghiên cứu và người ta kiếm cách sửa chữa đó khoảng hơn 10 năm trời đó. Người ta đã có lúc người ta đã phải lấy chì đó, lấy những cái tấn chì rất là nặng, khoảng 800 tấn chì người ta ném về cái phía thứ cứng đó để cho nó nghiêng trở lại, để cho nó không có bị đổ, Đổ. nhưng mà cũng không làm được.
Cuối cùng thì người ta đã phải nhờ những bàn tay của thế giới đến giúp đỡ, và họ đã kia làm sửa sang lại. Khi mà sửa đó là cũng một nghệ thuật. Tôi có dịp qua đó nhiều lần thì tôi có nhìn cái cách sửa của họ cũng hay lắm. Họ đã dùng cái dây cáp đó, họ kéo kéo lại cái ghế là không có để cho cái tháp bị nghiêng nữa. Đó. Sau đó họ đã phải làm những cái cách là đào đất làm sao đó, họ nén đất lại tất cả mọi nơi để cho cái tháp không có bị đổ. Thì đó cũng là một cái kỳ công. Có nghĩa là người ta sửa trong vòng 10 năm và lúc đó là du khách Hơn không được. không được lên, coi hơn 10 năm nhiều, thành thử coi như du khách không có được lên. Và bây giờ thì đã có mở cửa lại rồi, nhất anh sang với pizza, nhất anh muốn lên pizza lên tháp thì vẫn lên À, mình được, có thể đi bây lên giờ được lên luôn được. chứ. Thế tuy Chứ nhiên thì chính quyền thành phố họ ra luật lệ rất là khắt khe một lần lên như vậy đó, tại vì cái tháp này như nãy trình bày tôi không biết tôi nói độ cao như nó cao khoảng năm hơn 56 mét, mà 56 mét như vậy là và toàn là cái step đi lên thôi, mà đi step như vậy là 296 step, thành ra rất là mệt chứ không phải thường. Là có nghĩa 296 là chỉ đường lên thôi, còn đi xuống Đi lại có xuống nghĩa là lại gấp nữa là gấp khác, đôi nữa. đi lên là 296. Và khi mà nhất anh muốn vào xem cái ta lên trên đó, bây giờ chính quyền cho vào xem, chúng ta lên trên để chúng ta thưởng ngoạn đó, thì cái thứ nhất là chúng ta chỉ được đi lên đi xuống có 30 phút thôi. Có nghĩa là chạy lên chạy xuống là sao làm 30 phút để xong một cái tour, phải không? Có nghĩa là Và cái vào cửa là 15 euro một lần vào cửa, thành ra rất là đắt. Thế tuy nhiên thì tôi để ý là giới trẻ lên nhiều, giới trẻ, chứ còn người lớn tuổi thì nói để lên 296 bậc thang thì chắc cũng Nhưng mà mệt lắm. cái 296 là chỉ có một vòng thôi, mình đi Một xuống lên tức là lên mà sao mình xuống nữa trong vòng 30 phút. Có nghĩa là tới gần 600 bước trong vòng 30 Đúng phút, rồi. thì nếu mà du khách nào mà công tới đó muốn tham quan, muốn 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 diện kiến cái đó thì phải Đúng lưu vậy. ý cái chuyện này phải không anh Thắng? Đúng vậy. Thì đó cũng là một cái thông tin để cho quý vị khi đến tháp nghiêng Pisa mà muốn lên thăm tháp thì cũng rất là đặc biệt. Thế tuy nhiên cái kiến trúc của tháp đó là hình tròn, và có những cái cây mà quý vị nhìn qua những hình ảnh video quý vị thấy đó, đó là những cái cây chống đỡ bên ngoài, mà cái đường kính của nó cả cái tháp bên ngoài nó lớn lắm, mình nhìn cái tháp như vậy nhưng mình tới gần mình thấy lớn lắm, nhưng mà cái lớn của nó là 15 mét đường kính, nhưng mà bên trong thực sự có 8 mét thôi. Thành ra cái bề dày cái tường đó nó chống đỡ cái tháp rất là tốt, thành thử có đó là một trong những cái mà hy vọng là nhờ như vậy mà cái tháp nó đứng vững một thời gian mà nó không bị đổ. Thế tuy nhiên thì bây giờ thì quý vị đến nơi quý vị có thể lên tháp Pisa, tháp nghiêng Pisa để xem nhớ cái thời ngày xưa người ta xây dựng như thế nào. Có nhiều câu chuyện kể kể về cái tháp này lắm, người ta gầy kể đến ông nhà bác học Galileo lên đến nơi để thả hai trái cầu gì đó, thì cái đó là cái cách người ta nói, tại vì ông là nhà bác học mà ông muốn chứng minh cái nói là tốc độ là nó độc lập với cái khối lượng của cái vật chất không, thì ông muốn chứng minh thì nó nói thả, nhưng mà thực sự thì học trò của ông nói lại thôi, còn mình không thấy mình không không biết, nhưng mà đó là những câu chuyện nói lại về cái tháp nghiêng Pisa. Nhưng mà đặc biệt nữa thì khi mà du khách đến với tháp nghiêng Pisa thì xe bus chở du khách đến phải đậu ở một cái parking phía ngoài của thành phố. Còn vào trong là có một cái shuttle bus đưa mình đi vào trong. Và khi quý vị vừa mới xuống cái shuttle bus đi vào trong cái khu vực tháp nghiêng Pisa đấy, quý vị đi vào trong cái khu quảng trường của nhà thờ đó thì đầy shopping hết. Đi shopping chỗ nào cũng có hết, toàn là đồ souvenir đủ thứ bên Ý cả. Nhưng mà dĩ nhiên tôi vẫn đoán tất cả những cái đồ đó thì made in China. Thế tuy nhiên thì có thể là design của Ý, mình không biết được. Nhưng mà đó cũng là dịp chúng ta có thể mua sắm những cái đồ kỷ niệm. Nhưng mà đồng thời thì đừng nhớ anh không nên quên một điều, nhớ trả giá. Hình như hầu như đi đâu là mình cũng phải trả giá hết phải không anh Thanh? Qua Âu Châu thì chúng ta đi vào những cái gift souvenir chúng ta đều hỏi được. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và mình vẫn chưa nói hết về Ý đâu, nên là hẹn anh Thắng trong một chương trình Đúng, chúng khác. ta còn Mình rất sẽ là nói nhiều nơi thêm để chúng ta về những nói nơi đến. khác ở Ý anh Thắng. Đúng. Cảm ơn anh Thắng và hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau.